bạn phải tải cái coi mắc về chơi nó mới hợp lý. Đấy. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với kèo thi đấu tiếp theo. Kèo thi đấu này thì chắc chắn là đội bạn sẽ ăn tiệc nướng Hưng DJ rồi. Sẽ ăn barbecue Hưng DJ. Và ngày hôm nay trong đội bạn có Sin Master, một trong những quái vật chưa vào được giải. Tiếp theo nữa là vị trí của Reno, Bizo 5 và vị trí của RK Sơn La. Vâng, với những cái tên cực kỳ gắt. Và có thể có một ông Thuận gì đó mà vừa vào team cốt kéo team vào nhưng mà vào không kịp. Hơi đen đấy, nó mà vào được cả team khả năng là thằng Hưng cũng đi chân lạnh toát. Rồi, anh em sẽ cùng xem góc máy của Hưng DJ. Hưng DJ mang cho mình đó là những combo cực kỳ là quen thuộc thôi. Nhưng lại cầm ở đây là CL7, chứ có phải cầm Skyler. Chưa nhìn thấy ông nào cầm không cầm Skyler mà có thể thắng được kèo 1-1 đấy. Rồi, để xem rằng Hưng DJ vua tốc độ chúng ta tới thời điểm hiện tại, phong độ có còn được như ngày xưa hay không. Vâng, các bạn hãy đánh giá xem Hưng DJ tới thời điểm hiện tại phong độ của em có còn được như ngày xưa nữa không. Vâng, đợt này khả năng là có bầu sao chạy hơi chậm. Toàn đấy. Thắng bịp đến từ Hà Nội. Ghê đấy. Bạn nào Hà Nội nổ địa chỉ lên để qua nhà tôi, để qua tôi giảng đạo lý cho. Bạn nào ở Hà Nội nhá thì ây à, 1-0 rồi. Sau cháu chơi với nhé. Ô anh em ơi, anh em đừng donate để xin chơi nhá. Hôm nay thứ năm và thứ sáu các bạn không xin chơi được đâu. Các bạn ơi, Việt Thắng bình luận rất nhiệt huyết và cổ họng rất đau để có những trận đấu hay, vì thế các bạn đừng tiếc gì một like và share. Cuối cùng thì đăng ký kênh và bật chuông thông báo để giúp Việt Thắng có động lực nha. Bạn hỏi khán giả ngoài livestream, các bạn xem từ mùa 1 các bạn biết vào bắn lại thua thôi. Vào bắn lại thua nên là tốt nhất là tập đi, xem đi này. Hưng DJ này, vua tốc độ một thời đây này, và tới thời điểm bây giờ là khả năăng là có bầu nó chạy hơi chậm. Hay 97 với 79 máu, cấu tốc. Ui. Căng đấy các bạn. Hơi căng đấy. Mà thậm chí là anh còn cởi chuồng. Ngu dốt thực sự. Hưng thì dây móc máy được. Hay. Có sáng tạo đến từ chữ Hưng DJ. Nhưng mà tỷ số là 3-0 rồi. Còn kèo Hưng DJ thì hơi no hope rồi, toang rồi. Hưng ơi, đợt này thằng Hưng nó luyện cái gì đấy. Hơi toang đấy các bạn. Toang quá nhở. Hay. Hưng DJ vua tốc độ một thời, thì đấu ra hay quá. Sin Master nằm rồi. Hay em ơi. Đẳng cấp. Ôi, đau. Lại bảo không đau đi. Hay quá Hưng ơi. Anh nghĩ rằng cây sọt gan này nó phù hợp với em hơn là những cây MP. Vâng, Hưng chơi sọt gan rất tay. Vâng, quý vị các bạn ơi, chúng ta được 3k8 lượt like rồi. Các bạn hãy cho lên 4k like để có cho mình gift code tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hay quá em ơi. Hay. Các bạn xem livestream hãy nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cho giải thi đấu và không bỏ lỡ bất kỳ một trận thi đấu nào. Giải thi đấu chúng ta được tổ chức từ 6 giờ đến 10 giờ tối, từ thứ 2 đến thứ 6. Duy nhất ngày thứ 4 chúng ta sẽ nghỉ livestream. One shot đấy. Bizone 5 với chúng tôi à. Bên kia là cả một team luôn anh em. Bên kia là nguyên một đội đấy. Bên kia nguyên một đội. Đâu đó là tầm 2-3 người một đội đấy. Còn duy nhất một bạn lẻ thôi. Hay. Rất tốt đến từ Vũ Hưng, pha bắn vừa rồi. Có Hùng Akira có bắn nhá. Tí Hùng Akira sẽ... Nó thua nó mới đổi tên nên anh đoán bừa theo thôi. Còn nó đã bắn hay thì nó phải để một tên. Đúng không? Bắn hay thì phải để một tên, đổi tên là gì nhiều. Đấy, chẳng hạn như anh để tên Thắng đẹp trai thì anh bắn đỉnh cao quá nên bây giờ anh nghỉ ấy, chuyển qua làm bình luận. Chứ anh bắn nữa thì sợ cả cái server Việt Nam ấy, không ai chơi game nữa nên thôi anh quyết định là không bắn. Anh bắn thì toàn có headshot một viên vào đầu thôi. Bắn một phát một thôi. Bắn toàn ra đạn một viên
cây sọt gan có 2 viên thì bắn phát chết 2 thằng. Đấy, góc luôn các bạn. Tôi mà cầm cây nào mà tầm 30 viên sẽ thấy một phát là chết tầm 30 thằng. Ở cái xe vào Việt Nam ấy, hiếm người bắn như tôi. Ôi, một tình huống để lọt lưỡi. Một tình huống lọt lưỡi. RK Sơn La. Vâng, và bọn anh chàng đến từ Sơn La đã phải nằm dưới chân của Hưng DJ ở trong khu vực làng thông này. Làng thông này để xem có 1 mộ hay 4 mộ đây. Chín Master còn một nửa máu. Đau, đau. À. Chú chơi kèo với cháu tiếp cô. Ồ, chơi kèo gì cháu? Kèo gì đấy? Kèo gì đấy? Chú có chơi kèo gì à? Hay quá, hay quá, hay quá. Hưng còn lại đúng 13 máu thôi. Còn tường keo có, máu có nhưng Hưng không hồi. Bây giờ Hưng bắt đầu hồi máu rồi. Anh có bốc quét đâu. Anh chỉ bốc bắt họ thôi. Kèo một tia ít dự đoán ai thắng. À, kèo dự đoán ai thắng đúng không? Được. Để trận sau đây em. Để tí nữa anh cho 1-1. Anh sẽ cho, anh sẽ dự đoán nhá. Nhớ đừng có đi đâu anh. Nhớ đừng đi đâu anh. Từ từ, bây giờ đang 1-4 á. Vợ chú cần lê kênh ấy. Mà vợ chú ta không cầm điện thoại. Chú ban đấy, cẩn thận. Toàn đấy, toàn đấy. Nói nhỏ như thế, nói nhỏ thôi. Đấy, nhiều bạn lại không biết tại sao bị ban. Thì vợ chú là cờ lê kênh đấy. Vâng, hay, nốc một người đến từ chữ Xin Master rồi. Vâng, 4-1, hay. Ui, pha đấy không nhắm tâm được luôn chú. Ok, ok, bạn wow nhá. Hay quá. Wow, nốc người thứ hai. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Vâng, Hưng DJ cầm MP40 đấy là ngày xưa thôi. Hưng bây giờ phải là Hưng của shotgun. Ê, vâng, RK Sơn La tí hoàng. Một pha tí hoàng đến từ như RK Sơn La. Hưng nãy giờ còn cuống không có bật cho mình cả C7 cơ. Giá kèo rất nhanh luôn. Các bạn có thể thấy tốc độ múa kèo của Hưng thì dây còn nhanh hơn tốc độ trở mặt của người yêu cũ. Bây giờ vòng bò bắt đầu rụ lại. Đẩy vào đi Hưng ơi. Đẩy vào em ơi. Hay, nốc người nữa rồi. Bison 5 đã phải nằm xuống. Và người chơi cuối cùng RK Sơn La. Một tình huống đứng kè. Vâng, phát hiện ra cái địch chạy rồi. Hưng quách tỉnh quá nhờ. Vâng, nghe tiếng bước chân rất chuẩn xác đến từ cho Hưng đi dày. Một tình huống đánh lửa rất kèo. Nhưng mà kẻ địch cũng cực kỳ là thông minh, không di chuyển ra. Thao tác này cực kỳ nhanh, rất nhanh. Ôi, một tình huống xử lý rất đáng tiếc. Một pha lật kèo. Ui, một tình huống thực sự rất đáng tiếc cho Hưng đi dày. Pha xử lý mà chỉ còn lại 1v1 thôi. Tưởng chừng như là tỷ số sẽ là 2-4. Bây giờ nó là 1-5 rồi. Dùng hay hay là do cái thuốc mà tôi đang uống tôi bị nóng nhưng mà cứ nhớ đầu. Hay quá, nốc một người rồi. Anh chàng RK Sơn La luôn là người chơi có rất nhiều những cái mối duyên nợ với vị trí của Hưng DJ và luôn được ưu tiên là kẻ được chọn. Pha đẩy vào với MP40. Tình huống xấy cấu đi của Hưng DJ đâu đó là tầm khoảng 53 máu. Hưng đang lùi phía sau không hề có bất kỳ một kỹ năng gì để có thể hồi máu như là Alok hay là Skyler. Nhưng người thứ hai đến từ đội bạn cũng đã phải nằm xuống đến từ vị trí của Reno. Hay quá, Bison 5 cũng nằm rồi. Và bây giờ là một pha đối mặt 1v1 giữa vị trí của Hưng DJ và Sin Master. Và Hưng DJ đang có một pha xử lý rất kèo. Một tình huống đang vô cùng kịch tính. Một pha xử lý cuối vô cùng căng thẳng. Hưng DJ có thể làm được. Đây là M1014, tầm bắn là không tới. Bình tĩnh nha, đừng để miếng ăn tới mồm rồi còn rơi giống như ván thi đấu vừa rồi. Còn sai lầm không thể lặp lại 2 lần trên một dòng sông. Không ai đi vệ sinh 2 lần trên một dòng sông cả. Nhưng vì dây chỉ còn lại một nửa lượng máu và tỷ số là 5-2. Nhớ không nhầm, câu đấy đó là không ai búng nước 2 lần trên một dòng sông. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 5-2. 5-2 rồi. Hơi càng đấy, hơi bàn tí càng đấy. À, bắn rất kèo đến từ vị trí của Hưng. Hay. Lại một tình huống thích một men vào à. À, tò mò. Hay quá nhờ. Được 2 cái anh em này. Comment tận 6 cái vậy. 6 cái thì bây giờ nó phải là 5k like rồi. Anh em lươn thế cái chứ vậy. Thế là tôi thắng bịp mà lại còn để anh em bịp lại như này thì toang. Hưng DJ đang nhảy ra nhưng hướng này đã có 2 người. Tiếp theo là Xin Master, một tình huống đẩy lao. Bison 5 sẽ là con mồi tiếp theo. Bison 5 đẩy vào. Hưng DJ chỉ còn lại cho mình đâu đó là tầm 70 máu mà thôi. 80 máu đã được rồi. Vâng, 80 máu. 20 máu sẽ phải sử dụng hết. Đẩy vào đi em ơi. Đẩy vào đi em ơi. Reno. Reno đã tới rất gần. Đừng để xảy chân Hưng ơi. Reno đang đứng kè ngay bên ngoài thôi.
đẹp thế nhờ. Huấn bắn hay hôm nay các cầu thủ. Các tuyển thủ chúng ta đang bắt đầu lên cái kèo cân 4 là nó quen rồi đấy các bạn. Đã bắt đầu bắn rất quen tay rồi đấy. Hưng nghỉ giây đang cho thấy một cái phong độ thi đấu hoàn toàn khác. Chú biết rồi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông đúng không? Vâng, chúng ta sẽ đến với round thi đấu tiếp theo. Ông này bắn rất nhanh luôn các bạn. Hưng nghỉ giây một tình huống nhảy ra và không cần biết kẻ địch ở đâu nhưng em vẫn sấy luôn các bạn. Có thể thấy rằng đây là một kỹ năng cực kỳ hữu dụng trong những tình huống giao tranh. Đó là sấy trước để cho tâm nó bắt vào rồi xong chúng ta kéo lên luôn. Còn không chúng ta sẽ ra kèo. Còn RK Sơn La tí toang những tình huống chạy và để có thể kè hơi chậm. Thao tác của RK Sơn La có thể nói là chậm nhất trong đội hình bên kia. Luôn là người chơi phải nằm xuống cực kỳ sớm. Hưng đang vừa bắn vừa lùi. Shinmaster lùa Hưng như lùa gà vậy. Hưng luôn lách rất khó chịu. Các bạn có thể nhìn thấy rằng những tình huống bẻ của theo đầu tiên chính xác hơn đó là vị trí của Randall 5. RK Sơn La đang muốn áp sát vào Bison 5 đây. Hưng phải chạy qua bên phía của RK Sơn La. Một pha sấy công tốt. Xin Master đang còn. Ôi hay trận thi đấu rất tay luôn. Chúng ta vào được top cao thôi nhưng mà V Gaming họ đã làm được. Chạy. Báo đi anh bắn chết. Xoay quần báo đi.